chàng trai và những cô gái rất là xinh đẹp các bạn. Và tiếp theo hội quán đến để ra mắt ông vào chiều ngày hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2024 âm lịch. Đang tiến về phía chùa ông nha các bạn. Đi trước là tấm bảng hội quán Quảng Đông. Và các bạn có thể là nhìn thấy đằng xa. Cái đó cây cầu gì vậy? Cây cầu gì vậy? Rồi, cảm ơn anh. Đây, đây sáng các bạn có thể nhìn thấy chiếc cầu Lê Hồng Phong. Phải nói là một chiếc cầu dây dàng cực kỳ đẹp tại thành phố Phan Thiết nha các bạn. Và chúng ta đang xem những hình ảnh của hội quán Quảng Đông đang dần dần tiến vào từ trục đường Lê Hồng Phong và đang di chuyển qua đường Nguyễn Thị Minh Khai các bạn. Đang di chuyển qua đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và chuẩn bị rẽ vào đường Nguyễn Tri Phương, Ngô Sĩ Liên và sau đó là đến chùa ông vào chiều ngày hôm nay. Và đây là tấm đại kỳ các bạn, tấm cờ rất là lớn đây. Bên đây là mình thấy là có đội nhạc lễ, những chàng trai và các cô gái rất là trẻ các bạn, rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Ở nhạc lễ mình thấy là có kèn, có trống, rồi có nhiều nhạc cụ khác nữa nha các bạn. Tiếp theo là cờ. Bây giờ mình sẽ đi lần lần tới các bạn. Để một lát nữa mình sẽ đón đầu. Mình ghi lại một lần nữa. Tiếp theo đây mình thấy là các chàng trai và cô gái, các em thiếu nhi các bạn, các em nam và các em nữ rất là xinh đẹp, rất là dễ thương các bạn ơi.
Tiếp theo chúng ta sẽ bắt gặp được các vị phước lộc thọ nha các bạn, phước lộc thọ nha, rất đẹp lão nha các bạn. Rồi trước các vị phước lộc thọ mình thấy có các thường là Bồ Tát là tiểu đồng tử, không biết này gọi là gì, con trong dây gì tiểu đồng tử hả? Rồi tiếp tục đằng sau là những chàng trai và những cô gái rất là xinh đẹp các bạn, những chàng trai và những cô gái. À, đây là gọi là gì em? Thường là mỗi lạc cách cách, còn đây là gì, công tử tiểu thơ hay sao? Rồi các vị công tử và các vị công tử với các vị tiểu thơ nha. À, giờ mình tại đây các bạn có thể là nhìn thấy những nhân vật trong phim cổ trang, chúng ta sẽ được xem tận mắt nha các bạn, tận mắt tại thành phố Phan Thiết trong lễ nghi nông Quan Thánh Đế Quân. Đây quay trở lại cái bên thì các vị phước lộc thọ đây, các vị phước lộc thọ đây, rất đẹp lão bạn, rất đẹp lão luôn. Rồi thôi bây giờ đoàn cũng đang dừng lại một chút xíu, mình sẽ di chuyển tới nha các bạn. Rồi bên đây là các vị công tử và tiểu thư. Rồi tiếp tục đằng sau, rồi những cô gái gánh hoa nha, không biết đây gọi là gì ha. Rồi thấy những cô gái gánh hoa mình gọi chứ không biết gọi là gì các bạn. Rồi tiếp tục đằng sau, ở đằng sau đây là gì ta, các tiên nữ hả? Phải các tiên nữ không? Các tiên nữ nha các bạn, rất xinh đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn các bạn. À, chúng ta sẽ nhìn thấy các tiên nữ ngoài đời thật nha các bạn, không phải trong phim nha. Đây là chúng ta đến Phan Thiết là chúng ta sẽ được nhìn tận mắt luôn, xem tận mắt, có thể là giao lưu với các tiên nữ luôn nha các bạn. Rồi mới tính giao lưu, bây giờ các tiên nữ đang di chuyển đến đây, mình chắc có lẽ là hẹn các bạn trong cái dịp khác nha. Rồi các bạn cười rất là tươi các bạn ơi, các tiên nữ cười quá trời tươi luôn, chắc có lẽ là quay hơi nhiều chút xíu nha. Em trong vai tiên nữ hả? À, năm rồi em có được ở đợt trước chứ không phải là gọi năm rồi, lễ trước em có được tham gia không? Có. Ồ quá tuyệt vời luôn ha. Rồi chúc em hoàn thành tốt nhiệm vụ nha. Rồi các bạn này cũng đã từng tham gia trong buổi lễ này trong những kỳ trước các bạn. Như mình chia sẻ các bạn, lễ hội nghi nông Quan Thánh Đế Quân tại Phan Thiết được tổ chức 2 năm một lần, nghĩa là năm chẵn các bạn. Và năm nay ban tổ chức chọn ngày đó là ngày 20, 21 và ngày 22 tháng 7 âm lịch hàng năm. Đây là buổi lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người đều được bình an. Rồi chào các tiên nữ nha, chào các tiên nữ. Rồi tiếp tục, rồi chúng ta gặp bốn thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh nha các bạn. Đây là sư phụ, rồi bát giới, rồi sa tăng, ngộ tịnh. Ngộ không đâu, đây ngộ không nha các bạn. Ngộ không giờ bảo vệ sư phụ nha các bạn, bây giờ sư phụ đi thỉnh kinh đây. Rồi bên đây là các bé trong trang phục rất là dễ thương các bạn ơi, các bé cười rất là tươi. Rồi mỗi bé có một chiếc trống nha, hoặc cái trống con cầm mà không có gõ được không? Được luôn, rồi được luôn nha các bạn. Ở đây là vị nào ta, phải Di Lặc không? Phật Di Lặc, à Phật Di Lặc các bạn, à, chào mừng Phật Di Lặc đã xuất hiện các bạn ơi, rất đẹp các bạn ơi, rất là đẹp. Phía trước mình thấy có các tiểu đồng tử nè. À, chúng ta được chứng kiến tận mắt các bạn, xem thực tế ngoài đời thường luôn. Chụp mô hình lại các bạn, các tiểu đồng tử chúng ta rất là xinh xắn các bạn. Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, rất là tươi các bạn. Có lẽ là mình quay gần một tí xíu cho các bạn xem nha. Đây là Phật Di Lặc tại thành phố Phan Thiết cho các bạn trong lễ hội nghi nông Quan Thánh Đế Quân lần thứ 14 năm 2024. Lễ hội được diễn ra trong 3 ngày 20, 21 và ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tháng 7 năm 2024 âm lịch nha các bạn. Các bạn có thể là sắp xếp công việc để chúng ta cùng đến tham dự lễ hội trong 2 ngày nữa. Còn kịp nha các bạn. Chúng ta hãy đến với thành phố biển Phan Thiết.
Thiện xứ dừa. Xứ dừa. À, anh em chia sẻ tất cả các buổi lễ hội ở miền Nam từ Phan Thiết trở vào. À, tiếp tục mình sẽ đến với một vị Bồ Tát các bạn. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đã xuất hiện. À, phía trước là mình thấy có các tiên nữ các bạn, có tiên nữ là bưng hoa nè, rồi trái cây. Rồi đằng xa chúng ta thấy phải nói là Bồ Tát rất đẹp các bạn, rất là hiền từ. Rồi Bồ Tát cười lên nữa, quá đẹp luôn các bạn. Cho hỏi nhà trong là vị nào? Quan Đế Miếu. Hả? Quan Đế Miếu. À Quan Đế Miếu. À cảm ơn anh. À mình không biết là vị nào, mình nghe các không biết hồi nãy không biết là vị đó là quá trang là ai thì mình không có rõ đâu, có lẽ là mình sẽ hỏi lại nha các bạn. À đây chúng ta thấy là có Lưu Hương. Rồi tiếp đằng sau nữa là Lân Sư Rồng các bạn. Rồi chắc có lẽ là mình quay tới đây cũng gần như là hết đoàn luôn rồi nha các bạn. Mình quay qua một vòng rồi mình sẽ tranh thủ đón đầu. Chắc có lẽ là mình đón tại Miếu Quan Thánh Đế Quân để chúng ta xem đoàn Hội Quán Quảng Đông đến ra mắt ông chiều ngày hôm nay như thế nào. Bây giờ mình đang có mặt tại thành phố Phan Thiết nha các bạn, đang tham dự lễ hội Quan Thánh Cung Kinh Quan Thánh Đế Quân Xích Du tại thành phố Phan Thiết, được diễn ra vào ngày 21/22/7 âm lịch nha các bạn. Và các bạn có thể nhìn thấy đằng sau của mình đó là các vị Bồ Tát cùng với các tiên nữ đang diễu hành trên đường để đến miếu ông để ra mắt ông vào chiều ngày hôm nay nha các bạn. Hiện bây giờ đoàn Hội Quán Quảng Đông đã đến được phía trước chùa ông rồi nha các bạn. Đoàn đang tiến vào chùa ông để ra mắt ông vào chiều ngày hôm nay. Hội Quán Quảng Đông đang tiến vào chùa ông vào chiều ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn đang xem những hình ảnh của lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân Xích Du tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lần thứ 14 năm 2024, được diễn ra trong 3 ngày 20,
21 và ngày 22 tháng 7 âm lịch. Hiện bây giờ đoàn của hội quán Quảng Đông đang tiến vào miếu ông vào chiều ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7. Là các thành viên trong hội quán Quảng Đông đã đến phía trước miếu ông rồi nha các bạn. Ủa được không sao? Sao vậy? Sao phải thôi chứ? Joy Mai. Kia là Di Lặc, đây là Phan Khanh. Sáng Mai. Lại xem. Đúng rồi thấy không? Ghế này ghế hạng nhất nghe. Thôi không sao đâu, tôi qua mới tám rồi mà thấy rồi. Lắm mà chú đi đặt cái bảo ăn luôn. Lắm lắm gì. Tài giác chiều phục thành món tố nguồn của sạp kìa xỉu lấy thôn bốn ngày liền khói hoài siêu.
tử sang bài quán xin đại quán. Phan Hà Ngọc Hê. Giết bài Joy Mai. Sang bài Lai Sinh. Lời khúc nhằm nhìn gì hơn tài diễn hùng. We'll be right back.
lòng. Phùng Dương Pháp Cổ Tám Hiến Lầu Tăng Lùng Sám Chủ Học Lại Ba Có Si Tây Cấm Mát dữ Mát gió lòng dữ mát dữ Lạy ba Dân bài Trôi bài Sáng bài Lạy sinh Thank you.
lại ba quán xin tay quân. Lạy bài dân bài chơi bài sám bài lại xem quốc quân. Trên tha si chỗ lại ba con xin tay con. Lại ba dân bài chơi bài sám bài lại xem một ngày trên pha xì.
Hồng Giang xây xí thù, xám bài có xin tay con. Các bạn đang xem những hình ảnh của lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu, Quan Thánh Đế Quân Sức Du, thành phố Phan Thiết, lần thứ 14 năm 2024 tại Miếu Quan Thánh Đế Quân, thành phố Phan Thiết nha các bạn. Và hiện bây giờ, những hình ảnh mà các bạn đang xem đó chính là đoàn Hội quán Quảng Đông đến chính điện để ra mắt ông vào chiều ngày hôm nay. Hồng Trang xê xí thù, sao bài con xin tay quân. Tiếp theo, bốn thầy trò Đường Tăng đang bước vào chính điện để ra mắt ông. Lấy bài dắt bài Đường Tăng đến từ Hội quán Quảng Đông nha bạn. Chơi bài sám bài lấy xin. Các vị tiên nữ cũng bắt đầu tiến vào chính điện để ra mắt ông trong chiều ngày hôm nay các bạn. Sám bài dân bài chơi bài sám bài lại xem. Mô tổ xin quầy hoa pha. Thank you.
Công là để thay đổi lưng phiên. Đây là
đoàn linh sư đồng của hội quán Quảng Đông họ đang tiến vào chính điện để ra mắt ông. À, vừa rồi các bạn cũng xem qua những hình ảnh của hội quán Quảng Đông đã đến ra mắt ông trong lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu nghìn ông Quang Thánh đế quân Sức Du tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lần thứ 14 năm 2024. Và video này mình cũng xin dừng lại tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.